Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái làm phủ lớp Malo trên cái kính MAM trên trước một chiếc EcoSport mà các bạn đón xem nhé. Đây là dung dịch Malo mình mua khoảng là 200 250 gì đó. Một chai này, 150 hay 250 nhỉ? 250 180 gì đó. Mình không nhớ chính xác đó, nhưng mà mình sẽ phủ cho các bạn xem một cái tác dụng của trên cái kính chắn gió của ô tô và hai bên sườn gương nữa nhá, mà các bạn đón xem. Mình phủ trên chiếc EcoSport. Thì cái chai này là của 3M và nhập từ Thái. Đây 3M đây. Trong đây có hướng dẫn sử dụng. Đây, hướng dẫn sử dụng đây. Đi kèm nó là một cái khăn để vệ sinh là nhúng nước và phủ la lô trên cái kính. Trước tiên thì mình sẽ phủ trên kính gương lái, gương và gương chiếu hậu và cái phủ trên hai bên sườn kính thì mình sẽ phủ trên cái kính này. Trước tiên chúng ta vệ sinh trước, vệ sinh sạch kính đi ạ. Chúng ta sẽ phủ lên. Rửa xe rồi, sạch rồi, full. Đây, vừa tới. Đây, trong vào. Sạch nó đỡ bám bụi. Sạch cái. Lúc anh bảo nó đánh sạch rồi đấy. Chú ý là tránh để nó đừng để nó ấy vào mắt. Nhìn chiều gió ấy. Cần đeo kính không? Đây có kính nhỉ? Không, cần đeo kính. Nhúng cái này vào đây thôi. Đúng rồi. Cầm cầm vào mắt thôi. Ở chết. Đổ cái này vào đây thôi. Không phủ đèn lên thôi. À chứ không phải phụt rồi. Đánh ra hình tròn này nè. Cái đánh ra hình tròn này. Liên tục hả? Đừng để nó chết. Chết nó không đều cái này. Đánh nó sạch. Có phải phủ kín hết không hay là chỉ cần cái góc hả? Phủ kín hết chứ. Không hết là nó sẽ bị đọng nước. Thế anh nhận thuốc lá cho người ta đã. Người ta cần đi trả hàng. Để các bác mới kệ sang đây. Được thế thôi à? Từng vài lần nữa. Mình cứ phủ bánh sạch.
khô được mà. Mùi chất, mùi nó kiểu như một cồn. Trơn lắm. Tí đổ lượng đẩy như là nó khoai. Mà gắn mưa nó cảm thấy nó trơn hơn, nó mịn. Chúng ta sẽ phủ cái dung dịch lao mộ lao này bằng nhiều lần, mỗi lần là phun theo hình tròn, phủ là nhiều lần chờ nó khô, sau đó thì chúng ta phủ làm 1, 2, 3 lần, 3 lần, 3, 4 lần thì đó, làm cho cái chất này nó bám lên bề mặt kính, thì sau đó lau sạch đi là được. Đây mình mới phủ được 2 lần, chờ khô một chút thì chúng ta sẽ phủ sang cái gương chiếu hậu và kính bên sườn này đấy. Ôi, cái dài bên dài, cái ngắn bên ngắn nhỉ? Ờ. Hình như cái dài là ở bên bên lái, cái dài bên lái. Ngắn bên này. Chờ lúc khô thì sẽ tra phủ. Biển à?
đánh. Xe thằng Khang, em bảo nó gọi cho anh luôn này. Cách đây 15 phút rồi. Lâm 29 này. Đấy, đánh theo hình tròn này. Ờ là bám bụi nhanh. Phủ cái này lên là nó sẽ chống bám bụi, hai là nó trơn lắm. Ờ chỉ mình có phủ cái một là mặt sau hoặc là mặt kính lái này, kính lái hoặc là hai bên sườn này này. Cho nó khô một lúc, phủ thêm lớp nữa. Đây ông này. Cái chỗ mà không đây. Dương trước đi. Cái này bụi. Lên mặt khác. Những chỗ mà không có gắn mưa. Không gắn mưa sẽ tự trôi. Nước nó đọng lại nó sẽ trôi. Thì phải phủ nhiều lần chứ, phủ một lớp không được. Rắc rối cái gương nhỡ bị mất trộm cái này. Phủ lại lần nữa hơi ngại. Không bỏ. Mùi hắc. Lên đeo khẩu trang đúng không? Mùi hơi hắc. Mùi hắc kiểu như mùi cồn. Nên là những cái xe mới thì nên phủ, các bạn nên phủ sớm, càng sớm càng tốt, vì nó không xước thì nó còn độ bám. Những cái xe cũ mà gương hoặc kính nó xước rồi, nó khả năng bám nó kém hơn mà nó không hiệu quả bằng những xe mới. Thỉnh thoảng là trời mưa, đi mưa lại phủ. Có một chai cất trong cốp, đi đâu thỉnh thoảng là nó lắng, rửa sạch vệ sinh thì mình lại phủ thì nó hiệu quả hơn. Giới thiệu địa chỉ hay là nhà các bạn nhà mua hộ luôn. Giới thiệu địa chỉ thì có chuyên đâu. Cái này mua trên Lazada hoặc là các cửa hàng bán đồ chơi ô tô có hết mà. Tùy hãng, tùy giá thành khác nhau. Chọn 3M là hãng được rồi. Đây bên này bắt đầu khô rồi. Khô thì mình đổ nước ra xem tạo được hiện tượng lá khoai. Cái đây cả, bánh cả bên đấy cả. Đằng nào chả thừa. Thừa thỉnh thoảng lại bôi. Chơi sợ thì mới rơi hết thì làm tranh. Ngang mấy lần không có này có gì. Kỹ thuật lái xe kém mà thế đấy. Mình kém nên là người ta cứ tạt đầu mình thôi. Ok đấy. Góc bên kia. Chữ A lớn.
đấy khó nhìn. Cái này làm dễ mà ai làm được mà. Phủ đi phủ lại mấy lần là nó bám. Nó có loại xịt cơ. Đây là lau. Có loại xịt vào quần áo chứ nó không giấy nó không bám. Tôi tưởng loại xịt. Tôi cũng tưởng cái nào kia cái này loại xịt. Cái xịt thì nó sẽ ăn hơn. Nó đều không? Đây mình đánh. Đang đánh tay lại run vậy này. Mấy lần không đánh được. Nhất là cái gương hậu này mình đi trời này. Đó nhiều khi cái này không có sấy gương nhỉ, có sấy còn đỡ, không có sấy thì nó mình đang đi đường trời mưa phải xuống lau, nó ra là nước nó bám toàn nhờ gấu lau thôi. Với sao được thế này xuống đổ xuống. Cái rẻ đấy là rẻ nó theo xe ấy, à theo hộp đấy. Theo cái phụ kiện, à, theo cái hộp bán ấy. Đấy, lau đi lau lại nhiều lần. Chứ không phải lau một lần. Nó sẽ bám vào đấy. Mới vào lau nó hơi mờ, sau nó trong dần. Mà chống tiếng nói quá thì quay về nhà tài trợ đi cũng được. Giới thiệu rất tôi luôn ở bên nhà tài trợ lại luôn. Cách cái đấy cả. Phủ hẳn cả kính đằng sau luôn. Các bạn căn xe này Eco Sport này nó có ghế gạt mưa thì cũng không cần. Gạt thì nó sẽ ấy hơn thôi, à, nó sẽ tốt hơn, nó trơn hơn thôi. Lên đời xe kính nguyên bản theo xe. Rồi. Đánh đều tay vào. Cho góc chính thôi, góc bên sườn không cần thiết đâu, vì cái góc đấy nó đen mà. Đấy, góc chính này. Mấy con này nó có gạt mưa đằng sau thì tiện nên mình không cần cũng được. Này nó chỉ được một thời gian mấy tháng thôi. Lâu được mấy tháng. Còn mùa này nhầm à? Mùa này có phải mưa quá đâu. Mưa phùn thì lân phất đấy. Phùn thì đánh cái này như không mà. Trôi hết mà. Trôi nhanh lắm. Quay sang đánh ở đầu lượt 2 thôi nhỉ. Ừ, đánh lượt 2. Thank you.
gửi đơn hay là lái xe về thì đi sau đấy. Bảo nó để cái xe máy để nó lớn thôi. Nó chở hàng. Đánh bên lái nhiều lại bởi vì bên lái là nó cần nhiều. Để các bạn đánh lau theo cái hình vòng tròn này. Đấy, làm sao cho cái dung dịch nó bám vào trên kính càng nhiều càng tốt. Trước khi vậy đánh phủ la lô thì chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ. Đấy. Đo theo hình tròn và chúng ta phun phủ làm 2-3 lần gì đó để cho nó khô. Xong rồi chúng ta phủ làm nhiều lần khác nhau thì nó sẽ bám trên kính lái của mình. Được rồi đấy. Cho nó khô tí là được không? Nước này nước sạch à? Nước sạch mà uống hết. Không, cho khô phô, dội lên cho khác biệt rồi. Cho lúc khô mà. Đây, phủ cả hai bên sườn. Vậy là đã hiệu quả các bạn ạ. Rất hiệu quả đấy. Nước sẽ tự chảy không cần gạt, nó nhìn cái nhạt nhỏ trôi xuống. Rất hữu ích khi đi trời mưa. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để xem nhiều video nữa nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn.